Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Kenwood. Và dòng này sẽ có tên model là KR6170. Đây là một dòng sản phẩm mà cổ rồi đấy mà nó có một cái thiết kế nó là cực kỳ đẹp và bắt mắt cho anh em. Con này vừa đáp ứng được cho anh em nhu cầu nghe hay, bày đẹp, vừa trong một chất âm mà nó là vô cùng là hay. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây về hình thức con này còn rất là mới, đẹp keng nha anh em, tầm khoảng là 90%. Con này dòng mà thiết kế âm đi đài receiver nha anh em. Cho anh em thấy là bộ đài radio của sản phẩm phát sáng đèn màu xanh lá, nhìn rất là đẹp anh em ạ. Ở đây anh em sẽ thấy là nó sẽ có hai cái đồng hồ bu phát sáng đèn xanh nha anh em, và nhảy hay điệu nhạc nữa nha mà. Và đài radio của sản phẩm thì nó sẽ có 108 nha anh em, nghĩa là nó sẽ bắt sóng được tất cả các đài ở Việt Nam, cực kỳ tốt. Còn về các nút chức năng trong sản phẩm này thì đầu tiên là chúng ta có nút nguồn nha anh em. Và anh em thấy đây, cái này nó sẽ chơi được hệ thống là 4 cặp loa nha anh em. Đây hệ thống là A, hệ thống là B, hệ thống là C và hệ thống là D nha anh em. Đây là một trong những dòng mà phải nói là rất ít trên thị trường hiện nay mà có thể chơi được cùng một lúc là 4 cặp loa. Còn bên đây là cái mode chức năng nha anh em. Con này đặc biệt là anh em có thể mà cắm mà chơi với đàn guitar nha anh em. Rất ít những dòng sản phẩm âm ly mà có thể mà cắm đàn guitar mà chơi trực tiếp như là dòng sản phẩm này nha mà. Còn đây là cái mốt chức năng chỉnh cho cái đàn guitar nha anh em. Còn bên đây là cái mốt chức năng mà nó sẽ chơi cái âm sắc. Ví dụ như là anh em mà chơi muốn chơi cái dòng nhạc, ví dụ như là mass, rock, ballad, bossa nova, latin hay là world, nó có rất là nhiều cái dòng nhạc để mà anh em có thể mà chơi nha anh em. Còn bên đây là cái cổng, đây có mốt chức năng đập RAW nha anh em, vì chất âm của dòng này nó là cực kỳ hay. Anh em chơi con này như một cái pro rất là ok nha mà. Còn đây là chức năng hẹn giờ của dòng sản phẩm này nha anh em. Còn bên đây là cái nút chức năng để điều chỉnh về ba lăng trái phải, bass và treble nha anh em. Và dòng này nó cũng có cả loa nét nha anh em, nên chức năng tăng âm nó rất là hay. Và dòng này là dòng cao cấp thì cũng không thể thiếu chức năng này nha anh em. Còn bên đây là cái cổng mà lấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Đây, lấy tín hiệu nghe đài radio. Nói chung là dòng này đầy đủ các cổng ăn chơi. Đây, nó sẽ hiện cái nút ở phía trên này anh em. Đây, còn về mặt trên của sản phẩm này thì cái này cũng có thiết kế là vỏ gỗ nha anh em. Đây, từ cái vỏ gỗ anh em sẽ thấy được các linh kiện ở bên trong, đó thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Đây giờ này trưng bày nó rất là đẹp nên mà. Còn về mặt sau trong sản phẩm này, chúng ta sẽ lấy tem trong sản phẩm này trước cho anh em. Đây Kenwood model KR6170. Con này thì nó sẽ chạy chúng ta tổng cộng là 4 dòng điện cho anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là một cái công tắc để chuyển đổi giữa 4 dòng điện nha anh em. Đây phía trên anh em sẽ thấy là hệ thống là đây, hệ thống là A, hệ thống là B, hệ thống là C và hệ thống là D nha anh em. Con này anh em phải mà chơi cực kỳ là tốt với cùng một lúc là 4 cặp loa. Còn bên đây anh em sẽ thấy là sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta anten nha anh em, vì con này là dòng âm đi đài receiver nha em, nên có anten thì nó sẽ bắt sóng rất là tốt. Còn bên đây là cái cổng để mà em lấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Còn bên dưới là cổng làm pre cho anh em.
Nói chung con này là một trong những dòng sản phẩm mà mình đánh giá phải nói rất là hay, vì nó được trang bị ta phải nói là tập răng luôn, nhưng mà không thiếu bất kỳ những cổng ăn chơi nào. Còn về nội thất ở bên trong của Kenwood KR6170, nó còn rất là mới, rất là đẹp nha anh em. Hàng thì được bán bao zin cho anh em cho yên tâm. Dòng này sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn, chạy tổng cộng là 4 tổ động nguồn. Và đặc biệt là con này thì nó sẽ trang bị ta tổng cộng là 4 con sò sắt của Sunken nha anh em. Rồi dòng sò 4 số 1. Dòng này được sử dụng trên rất là nhiều những dòng sản phẩm mà cao cấp đến từ thương hiệu của Kenwood cho anh em. Và những cái dòng sản phẩm của Sunsui, nó sử dụng dòng sò này rất là nhiều anh em ạ. Và chất âm của cái dòng sò này đặc biệt là nghe phải nói rất là hay anh em. Chất âm của nó nghe ngọt ngào và nghe rất là chi tiết anh em ạ. Và độ bung âm của nó khi mà phối ghép loa bị đánh giá nó rất là cao nha anh em. Đây mình đang cùng xem qua bờ mặt dưới nội thất của sản phẩm này. Đây cũng còn rất là mới, rất là đẹp anh em. Và đặc biệt khi nhận lại cho anh em sản phẩm này với một mức giá phải nói là rất là tốt anh em à. Chỉ với 11 triệu đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test chất âm. Mời anh em. Vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhân nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong tần tay trắng tay, trời đông ngại gió đùa vai gầy. Lâu kiếm trăng về không gói chiếu, gót cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi KR6170 nghe phải là quá khá là đã, nhưng mà con này anh em thấy là nó tái tạo lại cái tiếng nhạc cụ nghe phải là rất là hay luôn anh em. Con này thì đánh cái giải âm của nó thì không có điểm gì ở chê, nghe rất là chi tiết và nghe rất là sạch âm anh em ạ. Rồi anh em thấy sao về tổng quan về dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp em trong những video lần tới. Bye. Anh em hãy vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.